Sau đây là nội dung chi tiết chương trình. Thưa quý vị và các bạn, ngành y tế tỉnh chỉ đạo các trung tâm y tế từ tỉnh tới cơ sở, các cơ sở y tế trên địa bàn toàn tỉnh về việc tăng cường chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trong những ngày giá rét. Theo đó, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị y tế rà soát, bảo đảm đủ đệm chăn ấm cho bệnh nhân, tăng cường thiết bị sưởi ấm trong phòng bệnh, buồng thủ thuật, nhất là những phòng có người già trẻ nhỏ. Sẵn sàng phương án tiếp nhận các trường hợp bệnh nhân cấp cứu do nhiệt độ xuống thấp như tim mạch, tăng huyết áp, tai biến mạch máu não, đột quỵ, viêm đường hô hấp cấp. Ngành y tế cũng khuyến cáo người dân khi nhiệt độ xuống thấp cần giữ ấm cơ thể, tăng cường dinh dưỡng trong các bữa ăn để nâng cao sức đề kháng, đồng thời chủ động áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh phù hợp để bảo vệ sức khỏe bản thân.